qua cho mọi người xem một di tích lịch sử cấp quốc gia gắn liền với di tích lịch sử mà Tây Sơn, vùng Tây Sơn Thượng Đạo. Trong màn hình mọi người đang xem đó, đó là Miếu Xà, là những cái di tích lịch sử gắn liền với anh em nhà Tây Sơn, anh là Nguyễn Huệ Nghĩa Nhạc. Nghe lữ nhé mọi người, đây là Miếu Xà. Thì cái di tích lịch sử này nó có hai truyền thuyết, đang không biết cái truyền thuyết không là đúng, nhưng mà trên cái bản chú thích đó mọi người có chữ đó, Miếu Xà thuộc phần thành tích Tây Sơn Thượng Đạo, kiến cố địa ở đâu của phong trào đấu tranh Tây Sơn năm 1714 đến năm 1773, đây là nơi diễn Nghĩa Nhạc đã chém đánh lấy máu tơ cờ. Tơ cờ khi xuất quân xuống Đông Bình, di tích đã được Bộ Văn hóa theo thông tin công nhận theo quyết định số cho nên đó. Thì có hai trực tiếp vào cái ngôi miếu này nha mọi người. Trực tiếp đó có một trực tiếp đầu tiên để mình nói cho mọi người nghe. Truyền thuyết xà thần dâng lòng đao cho Nguyễn Huệ. Có một số tài liệu ghi lại rằng á, khi Nguyễn Huệ đưa một đoàn quân mới đến đèo An Khê á, mới đến đèo An Khê một buổi sáng còn mờ sương, trên đường hành quân á, có hai con rắn cực kỳ to, nước da đen tuyền, sách gọi là ô long. Rắn đen như mung, to lớn như rồng, chắn ngang đường, nghĩa quân ùn lại rối hàng ngũ vì không dám tiến tới. Nguyễn Huệ đến xem sự thở, thấy vậy ông bước xuống ngựa, chắp tay khấn rắn nấu sơn thần và xạ thần phù hộ phù trợ cho việc làm chính nghĩa của anh em nhà Tây Sơn á. Biết trước được sự thành công thì xin xạ thần mở mở đường cho quân đi, còn sự nghiệp công thành thì xin xạ thần hãy trị tội mình tôi, đỡ nghĩa sĩ trở về với gia đình đồng ruộng. Lời khấn của Nguyễn Huệ, vừa khấn xong thì cả hai con rắn to kia quay đầu tiến lên phía trước mở đường đi. Một quãng, một con rắn lao vào bụi rậm, lúc trở ra miệng ngậm một thanh long đao sáng như nước vương cổ trao cho Nguyễn Huệ. Ông kính cẩn nhận thanh long đao và thề với xa thần sẽ vì đại nghĩa cứu dân, vì ân huệ của xa thần mà đi đến đích cuối cùng và sau quá, để tưởng nhớ công đức to lớn của xa thần, Nguyễn Huệ đã cho lập miếu thờ. Và cái truyền thuyết này á vẫn tồn tại trong lòng dân đến ngày nay. Còn một truyền thuyết nữa là một trong một lần xuất quân đầu tiên, có một con rắn to từ trên cây lao xuống chặn đường Nguyễn Nhạc, liền tuốt gươm chém chết lấy máu đó để máu rắn để tới cờ. Đây là những ý kiến mà và có hai truyền thuyết đấy. Thì cái lời giải thích đó thì cần sự giải thích của những nhà làm sử, khoa học nghiên cứu và xem xét một cách thấu đáo để làm rõ một di tích của nhà Tây Sơn đó mà trả lời cho mọi người. Cái này thì mình không biết, mình sẽ đấy mình cái biển biển đó mọi người, và đây là cái miếu đây. Miếu có ghi là Tây Sơn Thượng Đạo, di tích miếu xà, trái là hoàng công đức, phải là mọi người. Sẽ dạo một vòng cho mọi người xem khung cảnh xung quanh miếu xà. Miếu xà này nằm ở xã Sông An, thị xã Cơ Nhiệt, thị xã Cơ Nhiệt là khu phía đông vùng Tây Sơn Thượng Đạo đấy. Phía sau có một cây to đó. Lòi cái lõi đó luôn rồi đó. Theo được mình tìm hiểu được biết thì cái miếu này á thì vua Quang Trung xây khá làm khác, còn lúc mà thời chiến tranh chống Mỹ á, thì Mỹ đã trong cuộc chiến tranh đã tàn phá, thì sau này thì được người dân ở địa phương, dân sông An này đã góp tiền lại và đã làm lập lên cái miếu này nhé mọi người.
Cây to chưa? Xa xa xung quanh cảnh quan trước mặt mọi người đó là một rừng thông nhé mọi người. Sau lại còn phía xa nữa đó là có núi Ông Bình và núi Ông Diều, có nghĩa là núi Ông Nhạc và núi Ông Bình. Ông Bình là tên cô Nguyễn Huệ lúc còn bé còn nhỏ, hai ngọn núi cao nhất trên khi vừa lên khỏi đèo Ba, đèo Ba đèo An Khê đấy. Miếu xa Tây Sơn Thường Đạo, An Khê Gia Lai, phía đông của Gia Lai, di tích gắn liền với Vua Quang Trung, Nguyễn và Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ trong bước đầu mà lên trên vùng Tây Nguyên này đã kết giao với đồng bào ở trên này, đồng bào dân tộc thiểu số ở trên này, Ba Na và Gia Rai và Sơ Đen ở năm cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, oanh liệt đại chiến quân Thanh và chiến thắng Đống Đống Đa đấy. Vào hàng năm thì có cái tổ chức cái là hội Đống Đa đó đỡ mà gợi nhớ tới công lao to lớn của anh em nhà Tây Sơn, Tây Sơn Tam Kiệt đó, ba người Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Mà để mình lại gần đi xíu cho mọi người xem rõ hơn. Trên có hai con rồng quấn lửa xâm long. Tây Sơn Thượng Đạo. Và cái xe này nằm ở xã Sông An, thì xã Khơi Tỉnh Gia Lai, nằm sát quốc lộ 19 luôn nhé mọi người. Mọi người thích thì cứ đến đây, nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ 19 luôn. Đường quốc lộ 19 là từ Bình Định đi lên Gia Lai đấy mọi người. Đấy, quốc lộ 19 đấy, xe cộ qua lại rất là nhiều. Và mọi người đến đây được có đến trước mặt phía xa này có ngôi chùa Quan Âm rất là nổi tiếng ở An Khê đấy. Mọi người thấy một màu xanh xanh đấy không, đó là bức tượng Phật bà Quan Âm đấy, Quan Âm Bồ Tát đấy, chùa Quan Âm đấy. Tôi video về di tích miếu xa của Tây Sơn Thượng Đạo đến đây xin kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video, chào mọi người nhé.